Đồ gỗ Truyền Nụ xin kính chào tất cả các bác ạ. Hôm nay cơ sở của chúng em sẽ giới thiệu lên cho tất cả các bác là một bộ bàn ghế vách tàu gốc xà cừ đỏ lửa vàng chanh, cũng như là một bộ bàn trà và một cây tủ thờ ạ. Và bên cơ sở của chúng em là có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Long Bình ạ, và số điện thoại liên hệ của em là 0912 862 834 ạ. Và sản phẩm đầu tiên đây em muốn giới thiệu lên đây cho tất cả các bác, đây là một bộ bàn ghế vách tàu, bộ gồm có là 7 món ạ, 4 ghế đơn, một bàn và hai đôi kèm. Nó được làm trên nền là cây gỗ vụ hay gọi là gỗ mật của mật này. Đó, và giờ em sẽ đưa máy lại gần để cho các bác còn được xem chi tiết cũng như là thông số của bộ bàn ghế vách này. Đó, đây là một chiếc mặt bàn nhé nhé. Đó, đây là một chiếc bàn cực kỳ là lớn luôn. Bộ này em làm chiếc bàn khá là to để chúng ta có thể ngồi uống trà cho thoải mái ạ. Đó, chiếc bàn này có thông số kích thước là ngang là 68 cm, chiều dài là 137 cm và cao khoảng 77,5 cm. Nó được cả tứ diện luôn các nhé. Đó, chân ạ, chân là chân móng các nhé. Đó, chân đục chạm và chân móng rất là đẹp luôn. Và có thể tới những cái phần là móng vuốt của chiếc chân bàn này cực kỳ là đẹp luôn các nhé, rất là sắc sảo luôn. Đó, chân thì được cả những bông hoa mai cũng như là cảnh chim hoa, liễu được chạm vào rơi ngậm kim tiền. Đó, và phần bệ dạ đây cả những cây hoa hồng đấy nhé, hoa cúc rất là đẹp luôn, hàng được cả tứ diện ạ. Đây là chiếc mặt bàn. Mặt bàn này thì được kết hợp vào đó là một ô đá cẩm thạch tự nhiên có nhé, có một ô đá vân mây. Rất là đẹp luôn, đá khổ lớn luôn có nhé, đá nguyên khối dày 2 cm. Nó không bao ngoài được cả ô chám cảnh dây leo liên chi. Rất là đẹp luôn, ốc xà cừ Singapore 7 màu các nhé. Đó, ốc rất là đẹp luôn, thay đổi theo từng góc nhìn của chiếc mặt bàn này. Chúng ta thấy là quay đến đâu thì ốc sáng đến đó. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, phần hông ngang của chiếc bàn trà đây nó cần những cái cây cực quý rất là kỹ các nhé. Đó, cần đó, rất là tơ tóc luôn, ốc xà cừ 7 màu rất là đẹp luôn đó nhé. Liễu độc chạm chim hoa này. Đó, tiếp theo quay sang phần chiếc ghế cho bác coi. Đó, các bác có thể thấy đây là một chiếc ghế đơn. Đó, ốc xà cừ đỏ lửa vàng chanh luôn đó nhé. Đó, cảnh sóc nho ở phần tựa chính này ạ. Ốc xà cừ đỏ được hoàng chanh đó nhé. Đó, quay đến đâu thì ốc đỏ đến đấy luôn. Đó, rất là đẹp. Đó, những phần khung này cả những đường ren nhau rất là kỹ nhau nhé. Ren nhau liên chi, hàng rất là kỹ luôn. Đó, phần tay này, phần tay này cả những bông hoa rất là đẹp. Đó, chiếc ghế này thì được kết hợp vào đó là một ô đá ở phần giữa cũng như là hai bên thì được cẩn cảnh chim hoa. Đó, hàng rất là đẹp luôn nha. Và kích thước của chiếc ghế đơn này ngang 73 cm và sâu là 55 cm, cao khoảng 108 cm. Chiếc mặt ghế này thì kết hợp vào đó là một viên đá cẩm thạch tự nhiên, đá vân mây chọn lọc rất là đẹp các bác nhé. Đó, mình sẽ quay bốn cho quanh cho các bác coi. Chiếc ghế này thì được cẩn cũng cẩn tứ diện luôn các bác nhé. Đó, chân thì cũng được được chạm là chân móng ạ, cẩn rất là kỹ. Đó, liễu được chạm là chim hoa. Đó, phần mặt sau của chiếc ghế đây cũng được cẩn y như mặt trước luôn. Đó, cũng cần cảnh sóc nho. Đó, rất là đẹp các bác nhé. Đó, cảnh chim hoa rất là đẹp, cả sóc nhỏ cẩm rất là tơ tóc và kỹ thuật. Đó, đây là chiếc đôn, phần mặt đôn này cũng được cẩn hết các bác nhé. Đó, ô chám cảnh dây leo liên chi và kết hợp của đó là một viên đá cẩm thạch ở phần giữa. Đó, chiếc đôn này thì có kích thước là 45 x 55 và cao khoảng 75 cm, cũng được cẩn tứ diện luôn. Đó, rất là kỹ và dày dặn luôn. Bộ gồm có là 7 món, là các bác nào quan tâm đến bộ ghế này thì em liên trực tiếp với em ạ qua số điện thoại Zalo là 0912 862 834 ạ.
Em đã ghim trên màn hình rồi. Đó, các bạn có thể thấy đây. Ốc xà cừ rất là đẹp luôn, đỏ lửa vàng chanh và được khảm rất là kỹ luôn. Đó, phần mặt sau của những chiếc ghế đây. Với một bộ bàn ghế vách tàu 7 món như thế này thì các bác nào quan tâm thì bên cơ sở em cũng sẽ giao lưu chụp hình ảnh chi tiết để gửi cho các bác ạ. Và với giá giao lưu của bộ ghế vách tàu này với giá là 70 triệu ạ. Đó, 70 triệu một bộ ghế vách tàu khảm ốc xà cừ Singapore đỏ lửa vàng chanh, cả hàng kỹ thôi nhé. Đó, còn hàng trung trung thì khoảng tầm 50 triệu và 40 triệu, ngoài 30 triệu cũng có các bác nhé. Đó, còn hàng bộ này là hàng cẩn rất là kỹ và ốc rất là đỏ luôn các bác nhé, cho nên là giá thành hơi cao một chút. Đó, giá 70 triệu cơ sở anh cũng sẽ bao vận chuyển và lắp đặt tại nhà cho tất cả các bác ạ, với một bộ bàn ghế vách tàu như thế này. Đó, cái ốc xà cừ đỏ lửa vàng chanh. Rồi tiếp theo đây em có đây là một bộ ba bàn trà, đó, hai ghế và một bàn bán nguyên. Đó, và chiếc bàn này thì có kích thước là ngang 90, sâu là 45 cm, cao khoảng 85 cm. Chiếc ghế là ngang 50 và sâu 42. Đó, bộ ba món được làm trên nền cây gỗ vụ, gọi là có mật của mật này. Đó, cũng được cẩn rất là đẹp luôn các bác nhé. Đó, chiếc ghế đây thì phần phía tựa trên này thì được đục chạm bông hoa lá tây. Đó, lô nòng trong đây còn cạch chim hoa chữ thọ. Đó, cột thì cũng được cẩn những đường dây leo nhé, xen vào đó là những con song tiện. Đó, chân là chân Louis, mặt bàn mặt ghế cũng được cẩn luôn. Đó, chân Louis rất là cong có nhé. Nó chân rất là cong, rất là đẹp luôn, rất là thanh thoát. Đó, chiếc bàn bán nguyệt có kết hợp của đó là một ô đá cẩm thạch ở phía giữa. Đó, mặt trên thì cũng được cẩn những đường dây leo. Đó, những phần hông ngang rễu đục chạm chim hoa, phần bệ phần chân cũng được cẩn hết đó nhé. Đó, cẩn hết những bông hoa mai, dây leo, chim hoa. Đó, cẩn rất là dày dặn luôn. Với bộ ba bàn trà như thế này thì các bác nào quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với em ạ, qua số tụi em đã ghi trên màn hình rồi. Với một bộ ba như thế này thì bên cơ sở của chúng em cũng sẽ giao lưu với tất cả các bác ạ với giá là 17 triệu. Đó, 17 triệu thì bên cơ sở anh cũng sẽ bao vận chuyển cho tất cả các bác luôn, với một bộ ba bàn trà, bộ ba món, hai ghế và một bàn. Rồi sản phẩm tiếp theo em có đây là một cây tủ thờ đó nhé. Đó, em có đây là một cây tủ thờ. Đó, được làm trên nền là cây gỗ vụ ạ, anh gọi là gỗ mật của mật này. Đó, và có thông số kích thước là ngang 148 cm và cao là 162 cm và sâu là 68 cm. Tủ thờ được đục chạm cũng như được cận ốc là 13 chám ạ, và được cận cảnh nhị thập tứ hiếu. Đó, ốc cũng rất là đẹp luôn các nhá. Em sẽ quay gần lại cho các bác coi. Đó, đây là phần phía phần bên trên, em sẽ quay từng lô một cho các bác coi. Đó, khung bao cận riêng leo, cái ô cháo này cận tích nhị thập tứ hiếu ạ. Đó, nói đến là 24 người con hiếu thảo đối với cha mẹ ạ. Đó, rất là đẹp. Đó, 13 chám các nhé, tủ thờ 13 chám ốc xà cừ Singapore 7 màu, rất là đẹp luôn. Đó, các bác có thấy trực tiếp trên video ngày hôm nay. Đó, đó, những ô chám này có cần là những chia thành những cảnh tích nữa nhé. Đó, cần rất là kỹ và đẹp, phong cách của kiểu Nam Bộ. Chân là chân quắp có nhé, chân quắp cẩn cảnh sen vịt cũng như là một cuốn thư ở phần phía bệ chân. Đó, chiếc cây tủ này thì được cẩn là ba mặt ạ. Đó, phần hông ngang đây, phần hông ngang cũng được cẩn luôn. Đó, cẩn những bông hoa cây cúc ạ. Đó, và có cánh mở ở bên trong, chúng ta có thể chứa đồ bên trong. Đó, chỗ này em hơi chặt một chút thì em sẽ quay qua cho các bác ạ. Đó, với một cây tủ thờ như thế này, các bác nào mà quan tâm đến cây tủ thờ này thì hãy liên hệ cho em ạ, em sẽ kết nối Zalo cũng như là gửi hình ảnh chi tiết cho tất cả các bác với một cây tủ thờ như thế này. Đó, vâng, và giá cây tủ thờ này thì bên cơ sở Trương Nụ của chúng em cũng sẽ giao lưu
với tất cả các bác ạ, với giá là 55 triệu một cây thủ thừa này. Bên cơ sở em cũng sẽ bao vận chuyển và lắp đặt tại nhà cho tất cả các bác luôn. Đó, với một cây thủ thừa 13 chám này, giá là 55 triệu ạ. Đó, rất là đẹp luôn đấy nhá. Ốc Sa Cừ Singapore 7 màu. Rất là đẹp luôn, 13 chám. Các bác nào mà xem video clip ngày hôm nay mà nghe không rõ hoặc xem hình ảnh không rõ thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại Zalo là 0912 862 834 ạ, em đã ghi trên màn hình rồi. Đó, các bác nào mà xem thấy hay thế đẹp thì hãy cho cơ sở chúng em một nút like cũng như là một nút đăng ký kênh để cơ sở của chúng em ngày một phát triển hơn, cũng như là ra những video mới, những sản phẩm mới để đưa đến cho các bác cùng được tham khảo cũng như là chiêm ngưỡng về các sản phẩm của bên cơ sở đồ gỗ Trường Nụ của chúng em ạ. Và cơ sở đồ gỗ Trường Nụ của chúng em cũng xin dừng video tại đây, và xin chào và hẹn gặp lại các bác là trong những video tiếp theo.